Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh viện lớn nhất Gaza thành mộ tập thể. Bác sĩ tại Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza nói nơi này có nguy cơ trở thành mộ tập thể nếu nhiên liệu chạy máy phát điện cạn kiệt. Câu hỏi lúc này là bệnh viện sẽ còn lại gì nếu không có điện? Câu trả lời của tôi là chẳng còn gì cả. Bệnh viện Al-Shifa sẽ trở thành một ngôi mộ tập thể. Ghassan Abu Sitat, bác sĩ người Anh gốc Palestine tại Al-Shifa, nói với CNN ngày 24 tháng 10. Theo Abu Sitat, Al-Shifa đang có khoảng 150 bệnh nhân phải sử dụng máy thở và các bác sĩ không thể sử dụng phòng phẫu thuật, máy gây mê vì điều kiện thiếu thốn. Bệnh viện đang tiếp nhận khoảng 1.700 người bị thương, gấp 3 lần khả năng điều trị. Nếu bị mất điện thường xuyên, trong thời gian dài, Al-Shifa sẽ không còn là một bệnh viện. Bác sĩ Abu Sitat còn cảnh báo nguy cơ trẻ em thiệt mạng vì 15 lồng ấp tại khoa nhi sẽ dừng hoạt động khi không còn điện. Thiếu nhiên liệu còn ảnh hưởng đến các xe cấp cứu đưa đón bệnh nhân. Abu Sitat cho biết Al-Shifa gần đây không được Hamas cung cấp thêm nhiên liệu và bệnh viện đang sử dụng những gì nhận được từ trước đó. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh dải Gaza đang bị quân đội Israel bao vây, chuẩn bị mở chiến dịch để đáp trả Hamas sau khi lực lượng này tập kích Israel hôm 7 tháng 10. Giao tranh giữa hai bên tính đến ngày 23 tháng 10 đã khiến hơn 6.410 thiệt mạng, khoảng 20.000 người bị thương ở cả hai bên. Giới chức Liên Hiệp Quốc cảnh báo thực phẩm đang dần cạn kiệt ở Gaza, trong khi dự trữ nhiên liệu để vận hành máy phát điện tại các bệnh viện xuống mức thấp nguy hiểm. Israel tuần trước tuyên bố không cho phép hàng viện trợ đi qua lãnh thổ nước này vào Gaza, trừ khi Hamas trả tự do cho các con tin mà lực lượng này bắt cóc. Hàng viện trợ có thể đi qua Ai Cập vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ở miền Nam, miễn là chúng không rơi vào tay Hamas. Hoạt động viện trợ Rafah bắt đầu từ ngày 21 tháng 10. Theo Liên Hiệp Quốc, tình hình tại các bệnh viện trong khu vực vẫn rất nghiêm trọng, cần thêm nhiều trợ giúp. Nhiều quan chức Liên Hiệp Quốc nói không có nguồn nhiên liệu nào được đưa vào dải Gaza qua Rafah. Cố vấn Mark Regan của Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 23 tháng 10 giải thích nước này không cho phép chuyển nhiên liệu về dải Gaza do lo ngại Hamas dùng để chế rocket. Kế tiếp, Gaza trải qua ngày chết chóc nhất. Dải Gaza trải qua đêm chết chóc nhất trừ khi nổ ra xung đột, với hơn 700 người chết vì các đòn không kích từ Israel theo Hamas. Quân đội Israel hôm 24 tháng 10 thông báo đã tấn công hơn 400 mục tiêu Hamas và hàng chục thành viên lực lượng này. Cơ quan y tế của Hamas cùng ngày thông báo hơn 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích xuyên đêm của Israel nhằm vào dải Gaza. Asa Anwira, phát ngôn viên cơ quan y tế cho biết đây là số người trong 24 giờ cao nhất ở khu vực này từ khi nổ ra xung đột hôm 7 tháng 10. Hàng nghìn gia đình phải sơ tán lập tức, chỉ còn đống đổ nát và mảnh vỡ khắp nơi. Có thể nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái và chiến đấu cơ Israel trên bầu trời. Mọi người tại Gaza đều nói không còn nơi an toàn để ở. Phóng viên Yoma Asaed của Al Jazeera mô tả về tình hình từ dải Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đã qua ba phó chỉ huy Hamas trong các cuộc tấn công. Nhân chứng và giới chức y tế cho biết nhiều cuộc không kích nhằm vào các tòa nhà dân cư, trong đó có khu vực miền nam dải Gaza, nơi Israel đã yêu cầu dân thường đến trú ẩn. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ nạn nhân sống sót cho biết một cuộc không kích trong đêm đã sang phẳng tòa nhà dân cư 4 tầng ở thành phố Khan Yunis ở phía nam, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hàng chục nghìn bị thương. Tại thành phố Gaza, ít nhất 19 người và hàng chục người bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau cuộc không kích vào ngôi nhà của gia đình Paolo. Ít nhất hai em nhỏ đã được kéo khỏi đống đổ nát của ngôi nhà bị sập. Israel cho biết các cuộc tấn công từ hôm 7 tháng 10 của Hamas đã khiến nước này ghi nhận 1.400 người, đa số trong đó là dân thường. Israel nói thêm lực lượng vũ trang ở dải Gaza đang giữ hơn 220 con tin. Cơ quan y tế của Hamas ở Gaza thông báo ít nhất 5.791 người Palestine, trong đó có 2.360 trẻ em, vì các cuộc không kích của Israel. Tin tiếp theo, người Việt tại Israel thấp thỏm giữa chiến sự leo thang.
Hoàng Linh học thuộc hết vị trí lánh nạn trong làng Idan ở phía nam Israel, nhưng vẫn lo lắng về nguy cơ khu vực này thất thủ nếu chiến sự lan rộng. Sau hơn 2 tuần xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát dãy Gaza leo thang nghiêm trọng, Hoàng Linh, 22 tuổi, cho biết anh đã thuộc hết vị trí tất cả hầm tránh bom và nơi lánh nạn trong làng Idan, một trong năm Mossad, mô hình hợp tác xã kết hợp khu định cư tại thung lũng Agavara, miền nam Israel. Người thanh niên gốc Nghệ An này đến Israel hồi tháng 8 theo chương trình tu nghiệp sinh, nhưng giờ đây phải cân nhắc nghiêm túc về lựa chọn đi hay ở khi diễn biến chiến sự ngày một khó lường. Nghe tin chiến sự nổ ra, gia đình đã phiên tôi về nước nếu có chuyến bay phù hợp. Tôi đang cân nhắc bởi tình hình an ninh trong vùng đã được cải thiện, nhưng vẫn lo lắng vì bom đạn vô tình, khó tránh khỏi bất trắc, Hoàng Linh nói với VN Express. Khi Hamas mở chiến dịch tấn công miền nam Israel hôm 7 tháng 10, Hoàng Linh cùng các bạn học đang ở làng Esbon, cách dãy Gaza khoảng 15 km. Ngôi làng này cách Death Road, một trong những mục tiêu đầu tiên bị Hamas tập kích, chỉ khoảng 10 km. Theo dõi tin tức và biết các tay súng Hamas không chỉ tấn công chốt biên phòng và đồn cảnh sát mà còn nhắm đến dân thường Israel lẫn người nước ngoài, Hoàng Linh cùng mọi người vô cùng lo lắng. Khi quân đội Israel mở chiến dịch phản kích và truy quét Hamas, Hoàng Linh cùng các thành viên trong nhóm được yêu cầu ở yên trong nhà vì vẫn còn nguy cơ tay súng xâm nhập vào khu dân cư. Họ khóa chặt cửa nhà vào ban đêm, khi có người gõ cửa cũng không mở, và chờ đợi im lặng cho đến khi có thông báo an toàn. Đến ngày 14 tháng 10, Hoàng Linh cùng các bạn học được chương trình tu nghiệp sinh chuyển tới Iran, nằm cách biên giới khoảng dãy Gaza hơn 110 km và có khoảng 400 dân sinh sống. Lính gác cầm súng túc trực 24/24 ở lối ra vào cửa làng. Toàn bộ cư dân cũng như tu nghiệp sinh đang học tập và làm việc trong vùng được yêu cầu cài đặt ứng dụng cảnh báo an ninh trong điện thoại. Nhưng khoảng cách và những biện pháp an ninh đó không khiến Hoàng Linh yên tâm hoàn toàn trước các đợt tập kích rocket của Hamas. Lực lượng sở hữu những vũ khí có tầm bắn lên tới 160 km. Nhiều đêm, anh vẫn cảm nhận rõ nhà rung lắc, nhìn thấy vệt lửa của rocket phóng lên trên bầu trời, sau đó là tiếng nổ từ xa vọng đến. Để đảm bảo an toàn, Hoàng Linh chủ động quan sát và thuộc lòng các vị trí hầm trú ẩn nếu có rocket, thậm chí tính trước hướng chạy thoát trong trường hợp làng Idan bất thất thủ. Bản tin thứ tư, tiêm kích Nga chặn quân tặc cơ Mỹ. Cán tiêm kích Su-27 Nga chặn hai quân tặc cơ B-1B của Mỹ trên biển Baltic và một UAV ở biển Đen, buộc chúng tránh xa biên giới nước này. Ngày 24 tháng 10, Nga phát hiện hai mục tiêu bay trên biển Baltic đang hướng về phía biên giới. Một tiêm kích Su-27 đã được triển khai để nhận diện và chặn chúng xâm phạm không phận, Bộ phòng Nga cho biết. Tổ bay Su-27 xác định các mục tiêu là hai quân tặc cơ chiến lược B-1B của không quân Mỹ. Hai chiếc B-1B sau đó quay đầu và bay ra xa khỏi biên giới phía Bắc Nga. Tiêm kích Su-27 trở về căn cứ an toàn. Một tiêm kích Su-27 cùng ngày còn được triển khai để xác định chặn một UAV lô mồ hoắc của không quân Mỹ trên biển Đen hướng về biên giới phía Nam Nga. Moscow cho biết thêm, UAV Mỹ đã quay đầu rời đi sau đó. Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Nga và Mỹ từng nhiều lần triển khai quân tặc cơ hoặc trên sát cơ áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này, nhưng thường tiếp cận và giám sát chuyên nghiệp, an toàn. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được bản tin thứ 5 thú vị, hấp dẫn như thế nào, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nguy cơ Mỹ bị kéo trở lại chảo lửa Trung Đông. Chuyên gia cho rằng Mỹ có thể bị cuốn trở lại vào một cuộc xung đột nhiều rủi ro ở Trung Đông nếu chiến sự Israel-Hamas lan rộng ra khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ngày 2 tháng 10 tuyên bố Mỹ sẵn sàng có hành động nếu chiến sự Israel-Hamas leo thang thành xung đột lớn hơn và các thế lực trong khu vực vượt làn ranh đỏ bằng cách nhắm mục tiêu vào công dân hay binh sĩ Mỹ. Nếu bất cứ tổ chức hay quốc gia nào tìm cách mở rộng cuộc xung đột và lợi dụng tình hình này, thì lời khuyên của chúng tôi là đừng làm như vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói. Chúng tôi duy trì quyền tự vệ và sẽ không ngần ngại có những hành động thích hợp. Giới quan sát cho rằng, những tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ cho thấy kịch bản Washington có thể bị kéo lại lò lửa xung đột ở Trung Đông khi chiến sự giữa Israel và Hamas tăng nhiệt, buộc Mỹ phải tăng ủng hộ với đồng minh thân cận, trong khi các quốc gia hậu thuẫn Hamas cũng sẽ hành động quyết liệt hơn. Mỹ là một trong các quốc gia ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến với Hamas.
Washington đã chuyển giao lượng lớn vũ khí, đạn dược, đồng thời điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông để răn đe các thế lực chống Israel. Hơn 2.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai tới vùng biển ngoài khơi Israel, sẵn sàng đổ bộ để hỗ trợ hậu cần, y tế cho đồng minh. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 10 tới thăm Israel và cam kết viện trợ thêm hàng tỷ USD cho chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ngoại trưởng Lincoln và Bộ trưởng Quốc phòng Austin trước đó cũng đã đến quốc gia này nhằm thảo luận biện pháp hỗ trợ Israel trong xung đột. Sự ủng hộ của Mỹ với Israel được cho là yếu tố rất cần thiết để củng cố mối quan hệ giữa hai đồng minh thân cận. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ khiến Washington trở thành mục tiêu nhắm đến của các lực lượng thân Hamas ở Trung Đông, khu vực mà Mỹ đã tìm cách rút ra từ vài năm trước sau thời gian dài xa lầy trong những cuộc xung đột vô tận. Các căn cứ Mỹ tại Iraq và Syria tuần trước liên tiếp hứng chịu nhiều vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái tự sát, gây hư hại khí tài và làm một số lính Mỹ bị thương. Phong trào kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ngày 23 tháng 10, đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bằng UAV vào căn cứ Al-Nusayr của Mỹ ở biên giới Iraq. Căn cứ này nằm ở khu vực rất nhạy cảm, nên các nhóm dân quân được Iraq hậu thuẫn thường chuyển vũ khí cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Iran từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ Hamas và đã công khai đe dọa sẽ mở mặt trận mới nhằm vào Israel nếu nước này phát động chiến dịch tấn công trên bộ và giải Gaza. Mọi thứ đã sẵn sàng để cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine bùng nổ thành một khảm vả trong khu vực, và Mỹ có thể bị cuốn vào vòng xoáy của thảm họa đó, Weidman nhận định. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo về kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa ủng hộ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.